xoay được bố trí ở một vị trí riêng như thế này. À, thế là bỏ ngũ cốc vào đây là ta sẽ có thành phẩm cuối cùng đúng không ạ? Nếu mà ở những cái nơi xay bình thường thì thành phẩm xay ra xong, chúng ta thường phải lấy đồ đỡ lúc nó rơi xuống đúng không? Nhưng chúng tôi có đồ để luôn dưới đây, đựng bột thật sự là rất vệ sinh, rất mềm mịn. Ôi, thật sự là vừa thơm, màu cũng đẹp nữa. Chị ơi, có phải cái này vẫn còn phải trải qua một bước nữa mới ăn được đúng không chị? Đúng rồi. Ta còn phải dùng cái này để lọc lại một lần nữa để có thể loại bỏ sạn. Nếu có vật gì cũng có thể loại bỏ luôn. Dù quá trình này có hơi mất thời gian và hơi mệt, nhưng mà chúng tôi vẫn phải thực hiện. Có thể nói đây không khác gì một món ăn nhà làm. Nguyên liệu 100% là nguyên liệu trong nước. Hơn nữa, quy trình rất sạch sẽ. Đây chính là nơi tạo ra sản phẩm 100% không chất phụ gia quốc nội đúng không ạ? Bây giờ nó rất đẹp vì được dây rồi. Vậy chị ơi, có lý do nào mà loại bột này được đặt cho cái tên là bột cao cấp không ạ? Cũng là loại bột thông thường nhưng chúng tôi cho thêm cả nhiều loại thảo dược như là hồng sâm, hà thổ ô, lá dâu. Là loại bột có thêm dược tính. Vâng, bây giờ tôi sẽ thêm các loại bột thảo dược vào với tỷ lệ 5%. Tỷ lệ 5% mỗi loại đúng không chị? Và trộn thêm một lần nữa. Ôi, màu thực sự rất đẹp ạ. Đặc biệt là màu xanh của lá dâu rất hợp với màu của bột, tạo nên một màu sắc rất đẹp. Vâng, màu sắc có phần đậm lên đúng không ạ? Vậy lúc ta chế biến màu sắc vẫn là màu bột ngũ cốc thông thường ạ? Có chút khác chứ? Cô muốn uống thử chứ? Vâng ạ. So với bột khác khá là mềm, rất là ngon và có cảm giác như là rất đặc, nên là khi ăn có cảm giác sẽ no lâu. Thật sự là có thể ăn thay cơm được. Vâng, ăn cái này vào thì không có chuyện là cảm thấy đầy bụng hay khó chịu đâu. Đây là thành phẩm bột ngũ cốc ạ? Bao bì thật sự đẹp. Vậy tôi có thể tìm mua ở đâu hả chị? Vâng, có thể tìm mua ở các khu mua sắm hoặc là các khu buôn bán của người dân Gimpo. Vâng, và còn có loại được đóng gói riêng như thế này cơ ạ? Vậy nên là rất tiện khi ta muốn uống khi đi ra ngoài đấy ạ. Vâng, chúng tôi đã có ghi nội dung ở đây rồi. Cho khoảng một gói hòa với 200ml sữa. Có thể làm đồ ăn nhẹ cho người già hoặc trẻ nhỏ.